Cần Thơ đón và cách ly hơn 600 người về từ Hàn Quốc. Trong chiều đến tối hôm nay, Cần Thơ tiếp nhận ba chuyến bay chở 627 hành khách về từ Hàn Quốc. Đến 18 giờ chiều nay, 13 đã có hai chuyến bay đáp xuống Cảng hàng không chọc Kỳ Quốc tế Cần Thơ, mang theo 400 hành khách từ Hàn Quốc về. Theo chỉ đạo mới nhất của Ban chỉ đạo Trung ương, tất cả những người từ vùng dịch của Hàn Quốc về sẽ được đưa đi cách ly toàn bộ. Theo kế hoạch trong chiều đến tối 1 tháng 3, Cần Thơ sẽ tiếp nhận 3 chuyến bay chở 627 hành khách về từ Hàn Quốc, trong đó có 59 người quốc tịch Hàn Quốc, 114 khách có liên quan vùng dịch. Sau khi qua kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, toàn bộ hành khách được đưa về cách ly tại trường quân sự thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long và Sóc Trăng. Cụ thể, 230 hành khách của chuyến bay đầu tiên được cách ly tại trường quân sự thành phố Cần Thơ 170 hành khách trên chuyến thứ hai được đưa đến trường quân sự tỉnh Vĩnh Long để cách ly, riêng những hành khách trên chuyến bay thứ ba dự kiến hạ cánh trong tối nay sẽ được chuyển đến khu cách ly tập trung tại tỉnh Sóc Trăng. Chiều cùng ngày, kiểm tra công tác kiểm dịch y tế quốc tế và phân luồng tiếp nhận khách Hàn Quốc tại trọc kỳ quốc tế Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Cần Thơ. Tính đến chiều 1 tháng 3, Trường quân sự thành phố đã tiếp nhận 289 người cách ly, trong đó có 75 người đến từ thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc; 214 người đến từ các tỉnh khác của Hàn Quốc. Ngày mai 2 tháng 3, theo dự kiến, Cần Thơ tiếp tục đón thêm hai chuyến bay từ Hàn Quốc trở về với khoảng 300 hành khách. Nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay vào mồm. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại